Xin chào các bạn, chào các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay tiếp tục cái series là cái góc phòng. Thì hôm nay gáp tới cái căn phòng thứ 6 các bạn. Thứ 5. Ok, đây mấy lần trước mình gáp được 4 căn phòng góc phòng rồi bạn. Thì hôm nay gáp tới cái căn phòng góc phòng thứ 5. Đây. Thì hôm nay chúng ta có tổng cộng là 158 gáp các bạn. Thì bạn nhận vô các bạn đã biết rồi, hôm nay lắp gáp về cái góc phòng của bác sĩ các bạn. Đây. Ok, vậy mình sẽ coi ra nhé. Khá nhiều các bạn. Đây, chúng ta sẽ có một cái tờ hướng dẫn lắp ráp nè. Đây tổng cộng là tất cả mảnh ghép nha các bạn. Mình sẽ quay sơ cho bạn xem các bước. Cũng khá đơn giản các bạn. Giờ mình sẽ phụ hai bật nhị ra nhé. Ok, khá nhiều các bạn. Ok, bây giờ hãy cùng theo dõi mình lắp ráp nhé. We'll be right back.
cuối cùng nó hoàn thành xong được cái góc phòng của bác sĩ nha bạn. Đây chúng ta một có con nhân bác sĩ nha bạn, xin nam các bạn. Vâng, bài cái góc phòng này chủ yếu là cái tông của màu xanh nha bạn, màu xanh lạc các bạn, với màu xanh này màu xanh các bạn, nói chung là có hào xanh đó. Đây mình sẽ cho các bạn xem hoàn cảnh trong này. Đây chúng ta có cái giường nè bạn, có cái đèn nè bạn, đây có bốn bóng đèn nè, thấy không đó, đây có số cái máy móc thiết bị nha bạn, cái ghế đó. Mình sẽ quay cận cảnh cho bạn xem nha, khá đẹp luôn ơi. Khá đẹp hơn so với những cái phòng ở trước nha các bạn. Rồi thì ok, video của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu bạn thích video này thế để lại một like và một đăng ký. Và ngoài ra các bạn có muốn mua những bộ mô hình giống như mình á thì hãy liên hệ Zalo mình nha. Zalo mình sẽ để ở trong phần mô tả nha. Ok, chúc bạn xem và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.